Hello mọi người, lại là Minh Trí đây. Hiện tại Minh Trí đang có mặt tại thành phố Quy Nhơn và ở mặt tiền đường Dương Dương tại dự án Melody Quy Nhơn của chủ tư tập đoàn Thịnh. Và sau lưng em đây là cái dự án của bên em hiện tại đã cất nóc rồi, đã xây dựng xong phần thô và dự kiến là bàn giao vào cuối năm 2023, tầm còn cỡ 15 tháng nữa tính tới bây giờ. Hiện tại bây giờ là tháng 8 năm 2022 rồi thì rất là đẹp. Dự án này lúc trước thì nó chưa thành hình hài thì mình thấy nó không đẹp, nhưng mà bây giờ em thấy nó đẹp quá. Thực sự là những cái căn này toàn bộ là đều có cái view, tầm view rất là đẹp luôn. Tìm hiểu về cái dự án mới của bên chủ tư Thịnh Em thì thực sự là cái tệp khách đó họ đang rất là nhiều, họ quan tâm. Và em thấy theo cái lượt search của ở những cái kênh mà YouTube hoặc là Google Ads thì họ cũng lượt nhóc, họ tìm kiếm từ khó về những dự án của Thịnh tại Quy Nhơn rất là lớn. Vì hiện tại là Bình Định Quy Nhơn là như một cái thỏi nam châm, một thành phố mới phát triển của khu vực miền Trung vậy đó. Cũng là một cái điểm đến cán cân du lịch, đỡ cân bằng cái du lịch ở từ Việt Nam và ở miền Trung, thì thu hút rất là nhiều nhà đầu tư từ Bắc chí Nam thì họ về đây để tìm hiểu cái thị trường và đã ra quyết định đầu tư. Thì sau đến những tháng đầu năm 2022 thì anh chị thấy đó, cái lượng mà bất động sản, tìm kiếm bất động sản và cái tăng nóng của bất động sản trên toàn quốc, trên cả nước thì rất là nhiều dự án đều sốt và bất động sản tăng giá rất là mạnh, thì Quy Nhơn cũng không ngoại lệ. Thì những dự án của những chủ tư lớn như là chủ tư Phát Đạt này, chủ tư Thịnh ở Quy Nhơn thì cái lượt tìm kiếm và cái lượt mua và cái lượt đầu tư vào thì nó rất là cao. Thì Quy Nhơn sẽ là một cái thị trường phát triển rất là mạnh trong vòng từ 1-2 năm tới. Và khi mà hạ tầng phát triển và đồng bộ là thì giá bất động sản sẽ tăng rất là mạnh nữa. Bây giờ những cái thị trường đàn anh, những thị trường lớn như là Nha Trang chẳng hạn hay là Đà Nẵng, thì cái số lượng mà sản phẩm bất động sản đi tung ra mới ra thị trường nó cũng khá là ít. Và cái tầm giá ở đó hiện tại cũng khá là cao rồi so với miền Trung. Thì ở Quy Nhơn là bên em thì căn hộ thì nó sở hữu lâu dài thì nó chỉ tầm cỡ 40-45 triệu mét vuông thôi, giá là có VAT. Thì so với những cái dự án khác và những cái vị trí trung tâm những thành phố thì cái đơn giá này khá là mềm, nó rẻ hơn trung bình từ 23-30% cái giá trị ở cùng vị trí ở cùng phố Quy Nhơn. Thì từ đó thì nó sẽ giúp cái anh chị em mình đầu tư vào cái bất động sản ở những thành phố mới nổi như là Quy Nhơn, thì cái tiềm năng tăng giá ở tương lai nó sẽ biên độ lợi nhuận sẽ còn rất là cao. Bởi vì vậy thì đợt này thì tụi em cũng ra đây về để làm nắm lại thị trường Quy Nhơn, một phần là thu hút nhà đầu tư mới về để tăng giá biên độ lên. Rồi hiện tại Minh Trí đang có mặt tại dự án Melody Quy Nhơn và hiện tại đang có tầng 11 là cái view như thế này, rất là đẹp luôn, cũng rất là xịn sò. Ở tầng 11 thôi, hai view rất là đẹp. Cùng Minh Trí đi xem trực tiếp căn nhà mẫu thì của dự án Melody nha. Rồi, đó là khu vực hành lang. Đây là khu vực hành lang rất là rộng. Đây là căn hộ mẫu. Đó là căn 2 phòng ngủ với diện tích là 74 m². Nhà vệ sinh siêu to khổng lồ. Đây là toilet lớn. Khi bàn giao thì bên em sẽ bàn giao full nội thất căn như này. Đây là căn một phòng ngủ. Và nhà vệ sinh của căn mắt phòng mắt tờ rất là đẹp. Về việc phòng mắt tờ nó có thêm một cái tủ da riêng nữa, một ban công rất là lớn,
ngọn này có thể nhìn được nhiều ra biển luôn. Ok. Một đánh cấp. Phần này là phần không gian của phòng khách. Đây là khu khách. Đây là một cái phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ này thì cũng có một cái cửa sổ hướng biển trực tiếp luôn. Đây là ban công. Quá đẹp. Nếu mà những cái căn này thì có cái view như thế này nè. Quá chill luôn. View nhìn trực diện biển. Đặc biệt là dự án này là của bên em thì có ban công rất là lớn, ban công siêu to khổng lồ luôn. Ban công này thì mình có thể là tổ chức ăn uống ở ngoài ban công luôn, rất là lớn. Phía đây là mình có thể làm một cái sân phơi ở đây này, một cảnh rộng. Ban công này thì ngang nó rộng chứ không phải cỡ 6 mét, 6 x 1.5 mét. Và đây là view trực diện nè, toàn cảnh biển nè, đẹp mê đi luôn. Rất là đẹp. Những cái căn này lốc ép này thì mình sẽ thấy hai view biển trực diện. Từ đây mình phải ôm trọn tới cái bãi biển mình bằng nhiệt huyết luôn. Ôm ra tới tới ra tới buổi tối rất là rõ luôn. Hiện tại đây mình chỉ đứng ở tầng thứ 11 thôi nha. Nếu mà mình có mà tầng cao hơn nữa thì cái view nó còn sẽ rất là đẹp hơn nữa. Đẹp cực kỳ. Quy Nhơn Melody mà không mua bây giờ thì sẽ khó tiếp. Mình sẽ dắt cả nhà đi xem một vòng căn một phòng ngủ. Mấy đồ xịn đấy. Xịn lắm. Thôi. Ủa thấy sầu chậu nó ngon mà sao thay? À, nổi bỏ chiến đội vô được. Nghe khó chịu. Cái tay đó phải thay chậu ra. Rất là đẹp. Còn đây là căn 2 phòng ngủ. Đây là view biển. Căn này thì chưa hoàn thiện. Đẹp. Quá đẹp. Khu này chúng ta sẽ làm cái bếp. Đẹp lắm. Cái đây là mặt đá. Đây là mặt đá nhân tạo Swiss Play. Đá này là rất là xịn. Đá xịn lắm nha, nè, nó xịn lắm. Cái đây là đá xịn nhất, tạo em đá là xịn nhất luôn. Anh chị em có quan tâm đến những dự án của tỉnh bên em á thì liên hệ em Minh Trí qua số gọi là 0979798664. Em Minh Trí sẽ hỗ trợ đi xem và tìm hiểu những dự án của trung tâm đoàn tỉnh tại thành phố Quy Nhơn. Thì bên em xây dựng có những cái vị trí như thế nào thì anh chị em hãy liên hệ em nha. Nếu yêu thương Minh Trí hãy cho Minh Trí một like, một share, một subscribe kênh YouTube của Minh Trí để em có thể chia sẻ về những cái dự án của bên em và những cái phong cảnh của Quy Nhơn Bình Định đến quý anh chị.